Chào bạn, thì hôm nay mình giới thiệu với các bạn một rõ hơn về cái chú vẹt cực hồng này của mình nhé. Thì dòng vẹt cực hồng nói chung là các bạn nuôi nó có khá nhiều cái ưu điểm. Thứ nhất là khỏe mạnh, thứ hai là khả năng nói rất là tốt, thứ ba là nó có những cái cử chỉ hành động cũng rất là tuyệt vời. Thì đây là chú vẹt tên là Mackel, trên kênh chú vẹt and pets của mình khoảng hơn 4 tuổi rồi. Thì chính chú vẹt Mackel này thì có một cái video nó đã được khoảng độ 120.000 lượt xem, và kênh của mình thì mới được khoảng độ 17.000 thôi. Chính vì vậy, khi mà các bạn nuôi những chú vẹt cực hồng này thì các bạn hãy nuôi một thời gian dài thì để chú vẹt này nó sẽ có những cái cử chỉ rất là tuyệt vời. Kể cả những chú vẹt mà các bạn nuôi nó đã được vài tháng tuổi rồi, đến một năm, thì các bạn nuôi lâu thì các bạn mới thấy được cái sự kỳ diệu của nó. Còn mới nuôi thì nó cũng sẽ có những cái hạn chế. Chính vì vậy thì dòng vẹt cực hồng này là dòng vẹt vô cùng quý, mà ở Việt Nam chúng ta thì nó cũng không được giá, nó cũng không cao lắm, nó chỉ vài trăm một con thôi, vài trăm đến hơn 1 triệu thôi, nó tùy những bé. Chính vì vậy khi mà các bạn nuôi những chú vẹt cực hồng này thì là đây là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời, phù hợp với điều kiện khí hậu. Mình sẽ cho các bạn xem một số hành động của chú vẹt cực hồng này nhé. Kiss, kiss, good boy, good boy. À, con bà giỏi lắm đi. Good boy. Giỏi lắm. Giỏi. Mắt trời giỏi lắm. Good boy. Good boy. Giỏi lắm. Giỏi. Có khách. Giỏi lắm. Con tặc lưỡi. Giỏi. Tặc lưỡi.